Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Đình Trinh cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Thanh thiếu niên đốt cháy trực thăng quân sự Nga ở Omsk. Theo kênh Telegram Beza, Cơ quan An ninh Liên bang Nga gọi tắt là FSB đã quyết định truy tố hai thiếu niên ở tỉnh Omsk của Nga vì đã đốt cháy một trực thăng Mi-8 tại một căn cứ không quân hôm thứ Bảy, 21 tháng 9 bằng bom xăng. Những thiếu niên 16 tuổi này sau đó đã bị bắt giữ và khai rằng họ được trả 20.000 đô la thông qua Telegram để thực hiện vụ tấn công. Chiếc trực thăng bị hư hỏng đáng kể, theo phát ngôn nhân của FSB. Vụ việc này xảy ra sau một vụ tấn công tương tự 10 ngày trước đó, cụ thể là vào ngày 11 tháng 9, khi hai cậu bé đốt cháy một chiếc trực thăng Mi-8 tại phi trường Novyazd ở vùng Tyumen. Ngoài những cuộc tấn công này, nhiều vụ phá hoại khác nhau, bao gồm cả vụ tàu hỏa chật bánh đã xảy ra trên khắp các vùng của Nga. Cơ quan tình báo quân sự Ukraine gọi tắt là HUR tuyên bố vào tháng Giêng rằng một số đường ray xe lửa ở Nga đã bị những đối phương không rõ danh tính của chế độ Vladimir Putin nhắm tới. Bình luận của người dẫn chương trình truyền hình Nga về Putin khiến các vị khách khác phải há hốc mồm. Triển vọng lật đổ Vladimir Putin. Một làn sóng phản đối đã nổ ra trên truyền hình Nga sau khi một nhân vật truyền thông nổi tiếng xuất hiện để ám chỉ việc lật đổ nhà độc tài Vladimir Putin trong bối cảnh Ukraine đang tiến hành cuộc tấn công vào khu vực Kursk. Hôm Chủ nhật, người dẫn chương trình truyền hình Vladimir Solovyov đã phát biểu về tình hình ở các khu vực biên giới phía Tây của đất nước và lập luận rằng cần phải có hậu quả thảm khốc đối với các cuộc tấn công khủng bố của Ukraine trên đất Nga. Trong đó có việc xử tử các thành viên của mạng lưới Navalny, ám chỉ những người ủng hộ nhà hoạt động chính trị và lãnh đạo phe đối lập Alexei Navalny, người đã chết vào tháng 2 khi đang thụ án tù tại một trại cải tạo ở Bắc Cực của Nga. Solovyov đã nói rằng, do cuộc xâm lược của Ukraine bắt đầu vào ngày 6 tháng 8, có những người cần phải từ chức. Không rõ liệu ông đang nhắc đến việc từ chức của các quan chức gần biên giới hay của các nhà lãnh đạo đất nước, nhưng bình luận này đã khiến các vị khách của ông tức giận, trong đó có thành viên Duma Quốc gia Andriy Gruzulyov. Hãng thông tấn độc lập của Nga Agency News là cơ quan truyền thông đăng tải cuộc trao đổi trên Telegram cho biết sự hiểu lầm bắt nguồn từ việc các vị khách nghe Solovyov thốt ra từ Ostaka, có nghĩa là từ chức. Theo hãng tin Agency News, có nhiều khả năng ông đã sử dụng thuật ngữ Ostaka và kêu gọi thành lập một trụ sở của Tổng tư lệnh tối cao, ám chỉ cơ quan quân sự tiền cách mạng của quân đội đế quốc Nga. Ostaka từng là trụ sở của quân đội trong Thế chiến thứ nhất, đầu tiên do Đại công tước Nicholas Nikolaevich chỉ huy, và sau đó là anh họ của ông, Hoàng đế Nicholas Đệ Nhị. Trong khi phản ứng trước bình luận của Solovyov là dễ hiểu, khi xét đến việc ông nhắc đến một cơ quan quân sự hiện không còn nổi tiếng, thì điều này cho thấy người Nga vẫn tiếp tục cho rằng quyền lực mà Tổng thống Nga nắm giữ đối với đất nước là không thể bị thách thức, và việc ông thoái vị hoặc bị lật đổ là không khả thi. Vladimir Putin đã nắm quyền từ năm 2000, nhiều lần trao đổi chức vụ Tổng thống và Thủ tướng với Dmitry Medvedev. Tuy nhiên, vào năm 2021, nhà lãnh đạo Nga đã ký thành luật một dự luật xóa bỏ giới hạn hai nhiệm kỳ đối với Tổng thống và cho phép ông có khả năng giữ chức vụ cao nhất cho đến năm 2036. Trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 3 năm 2024, Putin không gặp nhiều sự phản đối và giành được nhiệm kỳ thứ 5 với hơn 88% số phiếu bầu, mặc dù Liên hiệp Âu Châu cáo buộc kết quả bầu cử là gian lận. Theo Trung tâm Thăm dò Ý kiến Độc lập của Nga, The Levada Center, mức độ ủng hộ Putin dường như đã tăng lên sau cuộc xâm lược Ukraine và tỷ lệ ủng hộ ông đã tăng từ 69% vào tháng Giêng năm 2022 lên 83% vào tháng 3. Cái chết của Yevgeny Prigozhin sau cuộc nổi dậy bất thành của nhóm Wagner vào tháng 6 năm 2023 và cái chết của Alexei Navalny, người chỉ trích Putin nổi tiếng vào đầu năm 2024, cũng đã loại bỏ hai đối thủ chính của Tổng thống. Tuy nhiên, thương vong đáng kể trong cuộc xâm lược Ukraine đang diễn ra
cùng với thiệt hại gây ra cho nền kinh tế Nga do danh sách lệnh trừng phạt ngày càng tăng có thể gây ra mối đe dọa đến quyền lực của Putin. Cuộc xâm nhập liên tục của lực lượng Ukraine vào khu vực Kursk và việc lực lượng Kyiv chiếm giữ khoảng 1.300 km vuông lãnh thổ Nga cũng đã gây ra sự chỉ trích đối với Putin từ những nhân vật cao cấp trong nước. Vào đầu tháng 9, nhân vật lãnh đạo Duma quốc gia Yevgeny Fyodorov đã chỉ trích những nỗ lực của Mạc Tư Khoa nhằm hạ thấp tầm quan trọng của cuộc đột kích và đặt câu hỏi về tuyên truyền chính thức xuất phát từ Điện Cẩm Linh, cho rằng quân đội Nga sẽ nhanh chóng đánh bại lực lượng Ukraine. Cầu Crimea phải bị phá bỏ, Ukraine tuyên bố tại tòa án trọng tài thường trực. Ukraine tuyên bố cầu Crimea phải bị phá bỏ khi cáo buộc Nga vi phạm luật hàng hải tại tòa án trọng tài thường trực vào ngày 23 tháng 9. Phát biểu tại tòa án trọng tài thường trực, đại sứ lưu động tại Bộ Ngoại giao Ukraine Anton Korinvich cho biết Nga muốn chiếm biển Azov và eo biển Kerch cho riêng mình. Vì vậy, họ đã xây dựng một cánh cổng lớn ở lối vào để ngăn tàu thuyền quốc tế vào trong, nhưng vẫn cho phép các tàu sông nhỏ của Nga đi vào. Ông nói và nói thêm, cây cầu này là bất hợp pháp và nó phải bị phá bỏ. Ukraine bắt đầu tiến hành tố tụng tại tòa án vào năm 2016, khi Nga bắt đầu xây dựng cầu Crimea để nối bán đảo bị tạm chiếm với đất liền Nga. Kyiv cho biết, Nga cố tình xây dựng nó rất thấp trên mực nước biển để ngăn chặn tàu thuyền quốc tế. Công trình này đã trở thành tuyến đường tiếp tế quan trọng cho lực lượng Nga sau khi Mạc Tư Khoa phát động cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine. Cây cầu đã bị hư hại nặng nề do các cuộc không kích của Ukraine vào tháng 10 năm 2022 và tháng 7 năm 2023, khiến Nga phải thực hiện các bước để bảo vệ công trình này hơn nữa. Nga hiện coi eo biển Kerch và biển Azov và thậm chí cả một số vùng Hắc Hải là vùng biển thuộc quyền sở hữu của mình, Korinvich cho biết. Nga muốn vùng biển này được coi là một phần của đế chế thế kỷ 21 của mình, và trong khi bạn sẽ nghe các chuyên gia của Nga nói rằng biển Azov giống như một hồ nước hoặc một con sông, Ukraine không chấp nhận điều này và tòa án này cũng không nên chấp nhận. Ông nói thêm. Đại diện của Nga tại tòa án Gennady Kuzmin cho biết những cáo buộc này hoàn toàn sai trái. Các vụ kiện trọng tài quốc tế có thể mất nhiều năm để giải quyết và không thể sớm đưa ra phán quyết trong vụ kiện này. Tháng trước, Giám đốc tình báo quân sự Kyiv Kirylo Budanov cho biết Ukraine đang nghiên cứu một giải pháp phức tạp có thể phá hủy cây cầu trong những tháng tới. Phát biểu trên truyền hình quốc gia, ông cho biết công việc vẫn đang được tiến hành để phá hủy công trình nối liền đất liền Nga với bán đảo và là tuyến đường tiếp tế quan trọng cho quân đội Nga tại Ukraine. Mọi người đều đang tiến hành các cuộc tấn công tầm xa, ông cho biết trong bình luận được Ukrinform đưa tin. Có thể nói, tất cả những điều này đòi hỏi một giải pháp phức tạp. Vào tháng 6, Hải quân Ukraine tuyên bố rằng việc phá hủy cầu Kerch ở Crimea bị tạm chiếm sẽ không còn mang lại hiệu quả tương tự vào thời điểm hiện tại vì Nga hầu như không sử dụng cầu này cho mục đích quân sự nữa. Vasyl Malyuk, nhà lãnh đạo cơ quan an ninh Ukraine gọi tắt là SBU, không loại trừ khả năng Nga có thể sử dụng lại công trình này để tiếp tế vũ khí sau khi nó được khôi phục hoàn toàn. Quân đội Nga liên tục tấn công Vuhledar ở Donetsk, tình hình căng thẳng liên tục, quân đội Ukraine cho biết. Lực lượng Nga liên tục tấn công thị trấn Vuhledar ở tỉnh Donetsk với tình hình vẫn căng thẳng liên tục. Một chỉ huy bộ binh của lữ đoàn cơ giới số 72, còn gọi là Oscar, nói với Suspelm vào ngày 24 tháng 9. Trong khi có những dấu hiệu ổn định gần Pokrovsk, trọng tâm của cuộc tấn công của Nga tại tỉnh Donetsk, tình hình đang trở nên ngày càng khó khăn gần Vuhledar. Thị trấn tiền tuyến này nằm cách Donetsk bị tạm chiếm khoảng 50 cây số về phía tây nam và cách biên giới hành chính với tỉnh Zaporizhia khoảng 40 cây số về phía đông. Lữ đoàn cơ giới số 72 đã bảo vệ Vuhledar trong gần 2 năm khi lực lượng Nga cố gắng chiếm thị trấn này kể từ khi cuộc xâm lược toàn diện bắt đầu vào năm 2022. Theo chỉ huy Ukraine,
quân đội Nga liên tục tiến về Vuhledar, cố gắng tiến lên từ nhiều hướng khác nhau dọc theo tiền tuyến. Ngay khi lực lượng Nga tìm thấy cơ hội tiến quân, họ sẽ bắt đầu triển khai các đơn vị tấn công của mình ở đó, ông nói thêm. Nga đang sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau trong các cuộc tấn công vào Vuhledar, bao gồm bom dẫn đường trên không, xe thiết giáp, pháo binh, súng cối và máy bay điều khiển từ xa góc nhìn thứ nhất, gọi tắt là FPV. Oscar nói thêm, tất cả các loại quân và mọi phương tiện có sẵn đang được quân đội Nga triển khai theo hướng này. Đối phương sẵn sàng chấp nhận các thiết bị dùng một lần. Hầu hết mọi xe thiết giáp tiếp cận vị trí của chúng tôi đều bị đốt cháy và có những cuộc tấn công diễn ra hàng ngày. Andriy Kovalenko, nhà lãnh đạo bộ phận chống thông tin sai lệch tại Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, cho biết vào ngày 24 tháng 9 rằng Nga đã tàn phá thị trấn Vuhledar và đang cố gắng tiến công từ hai bên sườn. Thị trấn khai thác mỏ Vuhledar nằm gần tiền tuyến kể từ năm 2014 và được củng cố kỹ lưỡng trong trường hợp Nga tiếp tục xâm lược. Vuhledar đã chống chọi với nhiều cuộc tấn công kể từ khi cuộc chiến toàn diện nổ ra vào năm 2022 và đã trở thành chìa khóa cho hệ thống phòng thủ của Ukraine ở phía nam của Donetsk. Federico Bosari, thành viên của Trung tâm Phân tích Chính sách Âu Châu, gọi tắt là SEPA, chia sẻ với tờ Kyiv Independent rằng việc mất Vuhledar không chỉ là đòn giáng mạnh vào tinh thần của Ukraine, vì thành phố này đã chống trả rất nhiều cuộc tấn công kể từ năm 2022, mà còn là diễn biến rất nghiêm trọng, có khả năng đe dọa đến an ninh của toàn bộ khu vực phía tây nam của tỉnh Donetsk chưa bị tạm chiếm, cùng với mối đe dọa đối với sườn phía nam của Pokrovsk. Putin rất sợ hãi. Zelensky nói rằng vụ xâm nhập Kursk đã phơi bày điểm yếu của Điện Cẩm Linh trước công chúng Nga. Putin rất lo sợ về cuộc xâm nhập liên tục của Ukraine vào tỉnh Kursk. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng vào ngày 24 tháng 9. Phát biểu với ABC News, Zelensky cho biết hoạt động này đã phơi bày những điểm yếu nghiêm trọng trong khả năng lãnh đạo của Điện Cẩm Linh và khả năng bảo vệ người dân của nước này. Đúng vậy, ông ấy rất sợ, Tổng thống Zelensky nói và nhấn mạnh thêm rằng, tại sao? Bởi vì người dân của ông ấy thấy rằng ông ấy không thể bảo vệ toàn bộ lãnh thổ của mình. Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công xuyên biên giới vào tỉnh Kursk của Nga vào đầu tháng 8, tuyên bố đã chiếm giữ khoảng 102 thị trấn và hơn 1.300 km vuông. Nga dường như đã bị bất ngờ trước cuộc tấn công, tạo điều kiện cho lực lượng Ukraine nhanh chóng tràn qua biên giới và tiến sâu vào lãnh thổ Nga. Theo các tài liệu thu giữ được, các chỉ huy Nga đã cảnh báo rằng một bước đột phá xuyên biên giới tiềm tàng có thể xảy ra sớm nhất là vào tháng Giêng năm 2024, nhưng không có nhiều hành động được thực hiện. Cuộc phỏng vấn của Good Morning America với Zelensky diễn ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo thế giới đang nhóm họp tại thành phố New York để tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lần thứ 79. Tổng thống Zelensky đã đến Hoa Kỳ vào ngày 22 tháng 9 và đang tận dụng cơ hội này để ủng hộ kế hoạch chiến thắng của mình và Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình Toàn cầu lần thứ 2 của Ukraine. Ông dự kiến sẽ trình bày kế hoạch chiến thắng với Tổng thống Biden tại Tòa Bạch Ốc vào ngày 26 tháng 9. Ông cũng có kế hoạch thảo luận về kế hoạch này với các ứng cử viên Tổng thống, ông Donald Trump và bà Kamala Harris. Trong cuộc phỏng vấn, Zelensky cho biết, kế hoạch này nhằm mục đích đạt được mục tiêu tăng cường sức mạnh cho Ukraine. Đó là lý do tại sao chúng tôi yêu cầu bạn bè, đồng minh của chúng tôi củng cố chúng tôi. Điều đó rất quan trọng, ông nói, đồng thời nói thêm, tôi nghĩ rằng chúng ta đang tiến gần hơn đến hòa bình hơn chúng ta nghĩ. Chúng ta đang gần đến hồi kết của cuộc chiến. Chúng ta chỉ cần phải rất mạnh mẽ, rất mạnh mẽ. Vào ngày 23 tháng 9, Zelensky đã gặp phái đoàn lưỡng đảng của Quốc hội Hoa Kỳ, bao gồm các thượng nghị sĩ Ben Cardin, Dan Sullivan, Chris Murphy và dân biểu Grigory Mix để bày tỏ lòng biết ơn vì sự ủng hộ quan trọng của họ đối với Ukraine. Ông đã cập nhật cho họ về tình hình an ninh hiện tại của Ukraine và những thách thức dự kiến trong năm tới.
Zelensky cho biết, hành động quyết đoán ngay bây giờ có thể đẩy nhanh tiến trình kết thúc chiến tranh một cách công bằng, đồng thời nói thêm rằng kế hoạch chiến thắng của Ukraine nhằm mang lại hòa bình. Zelensky viết trên X, sự lãnh đạo của Hoa Kỳ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tự do trên toàn thế giới, đồng thời cảm ơn Quốc hội vì cam kết kiên định của họ. Tổng thống Duda của Ba Lan cho biết việc ngăn chặn Ukraine gia nhập Liên hiệp Âu Châu vì vụ thảm sát Volyn phù hợp với chính sách của Putin. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Polsat News được công bố hôm thứ Ba 24 tháng 9 rằng các mối đe dọa ngăn cản Ukraine gia nhập Liên minh Âu Châu phù hợp với chính sách của Điện Cẩm Linh. Lời chỉ trích của Duda là nhằm đáp lại những phát biểu gần đây của Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz, người cho rằng Ukraine không nên gia nhập Liên hiệp Âu Châu cho đến khi vấn đề lịch sử về vụ thảm sát người Ba Lan ở Volyn được giải quyết. Bộ trưởng đang nhắc đến vụ thảm sát hàng chục ngàn người Ba Lan năm 1943 do các thành viên của quân đội nổi dậy Ukraine, gọi tắt là UPA, gây ra ở Volyn lúc bấy giờ, đang bị Đức Quốc xã xâm lược. Volyn từng là một phần của Ba Lan và hiện là một phần của Ukraine. Hàng ngàn người Ukraine đã bị giết để trả thù. Bất chấp một số nỗ lực hòa giải giữa Ba Lan và Ukraine ngày nay, vấn đề này đã trở thành chủ đề thảo luận công khai nhiều lần, cụ thể là trong nhiệm kỳ của đảng Luật pháp và Công lý bảo thủ, nắm quyền từ năm 2015 đến năm 2023. Theo Duda, một trong những lý do Putin tấn công Ukraine là để ngăn nước này gia nhập Liên hiệp Âu Châu. Nếu ai đó nói về vấn đề này rằng họ sẽ chặn Ukraine tiếp cận Liên minh Âu Châu, họ đang đi theo chính sách của Vladimir Putin. Tôi không biết đây có phải là ý định của những người hiện đang nắm quyền hay không, Duda nói. Vào mùa hè năm 2023, Duda đã đến thăm thị trấn Lask để cùng Zelensky tưởng niệm các nạn nhân của thảm kịch Volyn, được coi là một động thái quan trọng trong bối cảnh căng thẳng giữa hai quốc gia liên quan đến vấn đề này. Ukraine cũng có lợi khi tìm được sự đồng thuận với chúng tôi về mọi vấn đề phức tạp, bao gồm cả những vấn đề lịch sử, Duda cho biết trong cuộc phỏng vấn. Năm 2019, Zelensky đã hứa sẽ dỡ bỏ lệnh tạm hoãn khai cuộc các nạn nhân ở Volyn của Ukraine, được áp dụng để phản ứng với các vụ phá hủy đài tưởng niệm UPA ở Ba Lan. Tuy nhiên, vấn đề vẫn chưa được giải quyết và Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã phát biểu vào năm 2023 rằng việc xin phép khai cuộc đóng vai trò quan trọng trong quan hệ Ba Lan-Ukraine. Nhà sử học người Ukraine Sergei Blokhai, giám đốc Viện Nghiên cứu Ukraine tại Đại học Harvard, ước tính số nạn nhân người Ba Lan trong vụ thảm sát này dao động từ 60.000 đến 90.000. Theo nhà sử học người Ba Lan Grzegorz Motyka, số người Ukraine bị người Ba Lan giết hại trong những năm 1940 ước tính vào khoảng từ 10.000 đến 20.000 người, trong đó có 2.000 đến 3.000 người ở Volyn. Vào năm 2016, Quốc hội Ba Lan đã công nhận vụ giết người này là tội diệt chủng, một thuật ngữ mà Ukraine phủ nhận. Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan cho biết đang nỗ lực hoàn thiện hệ thống Patriot đã cam kết với Ukraine. Hôm thứ Ba 24 tháng 9, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Ruben Brekermans cho biết Hà Lan vẫn đang tìm kiếm các quốc gia đối tác để cung cấp các thành phần cho hệ thống phòng không Patriot đã cam kết với Ukraine. Vào tháng 6, Hà Lan tuyên bố rằng họ sẽ cung cấp radar và các bộ phận phóng và đã tìm được một quốc gia khác không nêu tên để cung cấp các bộ phận cần thiết bổ sung để tạo nên một hệ thống hoàn chỉnh. Nhưng đầu tháng này, có thông tin cho biết một quốc gia giấu tên đã rút khỏi thỏa thuận. Trong cuộc phỏng vấn với Delphi, Breckermans cho biết Hà Lan đang cố gắng tìm kiếm các yếu tố khác cần thiết để hoàn thiện hệ thống. Và có một số quốc gia cũng rất muốn giúp đỡ Ukraine,
ông nói, đồng thời nói thêm, họ đang làm mọi thứ có thể, nhưng họ đã gặp phải một số vấn đề khiến việc lắp ráp hệ thống này trở nên bất khả thi. Breckelman xác nhận rằng Hòa Lan đã cung cấp cho Kyiv một hệ thống radar và ba bệ phóng sẽ được chuyển giao rất sớm. Kyiv đã kêu gọi các đối tác cung cấp thêm các thiết bị phòng không khi Nga tăng cường các cuộc tấn công vào các thành phố và cơ sở hạ tầng năng lượng. Ukraine đã nhận được ít nhất ba hệ thống Patriot từ Đức và một từ Hoa Kỳ. Các quốc gia khác như Hòa Lan và Tây Ban Nha đã cung cấp các bệ phóng hoặc hỏa tiễn riêng lẻ. Hoa Kỳ và Hòa Lan cũng đã cam kết vào tháng 6 sẽ cung cấp thêm một hệ thống. Romania cũng sẽ chuyển một Patriot cho Ukraine sau khi khoản tài trợ cuối cùng được chấp thuận vào đầu tháng 9. Zelensky và Thủ tướng Nhật Bản Kishida gặp nhau tại Hoa Kỳ thảo luận về lĩnh vực năng lượng. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã gặp Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tại Hoa Kỳ vào ngày 23 tháng 9 để thảo luận về những thách thức của ngành năng lượng Ukraine. Zelensky đưa tin qua Telegram. Các nhà lãnh đạo thế giới đã họp tại thành phố New York vào ngày 23 tháng 9 cho Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lần thứ 79. Zelensky đã đến Hoa Kỳ vào ngày 22 tháng 9, đang tận dụng cơ hội này để ủng hộ kế hoạch chiến thắng của mình và Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình Toàn cầu lần thứ 2 của Ukraine. Zelensky và Kishida đã thảo luận về sự hỗ trợ liên tục của Nhật Bản dành cho Ukraine, đặc biệt tập trung vào lĩnh vực năng lượng của Ukraine. Kishida cho biết, Tokyo đang chuẩn bị một gói hỗ trợ năng lượng bổ sung cho Kyiv. Cùng với Thủ tướng Fumio Kishida, chúng tôi đã thảo luận về tình hình trong lĩnh vực năng lượng, Zelensky cho biết. Cảm ơn vì gói hỗ trợ năng lượng mới mà Nhật Bản đang chuẩn bị. Theo ông Kishida, gói viện trợ này sẽ bao gồm máy biến áp, máy phát điện và các thiết bị khác. Các nhà lãnh đạo cũng thảo luận về các chiến lược ngăn chặn Nga trốn tránh các lệnh trừng phạt quốc tế và các cơ chế mà Ukraine có thể nhận được số tài sản bị đóng băng lên tới 50 tỷ đô la của Nga. Kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược toàn diện, Nhật Bản đã cam kết viện trợ hơn 12 tỷ đô la cho Ukraine về mặt nhân đạo, kinh tế và các mặt khác. Nhật Bản cũng hỗ trợ ngành năng lượng của Ukraine, nơi đã chịu thiệt hại hàng tỷ đô la do các cuộc tấn công của Nga, và chia sẻ chuyên môn về an toàn hạt nhân. Theo thỏa thuận an ninh được ký vào tháng 6, Tokyo cam kết cung cấp thêm cho Ukraine 4,5 tỷ đô la vào năm 2024 và tiếp tục hỗ trợ nước này trong 10 năm tới. Scholz gặp Zelensky, nói rằng Đức sẽ không để Kyiv sử dụng vũ khí của mình trên đất Nga. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã gặp Thủ tướng Đức Olaf Scholz vào hôm thứ Hai 23 tháng 9 bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lần thứ 79 tại thành phố New York. Ngay trước cuộc họp, Scholz tái khẳng định Berlin từ chối cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của Đức để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga. Đức sẽ không dỡ bỏ bất kỳ hạn chế nào. Scholz trả lời câu hỏi của các phóng viên liên quan đến các cuộc tấn công tầm xa vào Nga. Điều này không phụ thuộc vào thái độ cá nhân của tôi. Chúng tôi sẽ không làm điều đó và chúng tôi có lý do chính đáng cho việc đó. Trong khi Hoa Kỳ và Anh phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong việc dỡ bỏ lệnh hạn chế sử dụng hỏa tiễn Atacms của Mỹ và hỏa tiễn Storm Shadow của Anh tại Nga của Ukraine, Đức vẫn từ chối cung cấp hỏa tiễn tầm xa Taurus cho Kyiv. Scholz cho biết lập trường của ông sẽ không thay đổi ngay cả khi Hoa Kỳ dỡ bỏ các hạn chế và cho biết Đức đặt mục tiêu tập trung vào những gì thực sự hữu ích và những gì cần thiết trong việc hỗ trợ Ukraine. Sau phát biểu của Scholz, Zelensky đã gặp Thủ tướng Đức để thảo luận về lộ trình hòa bình của Ukraine và kế hoạch tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình Toàn cầu lần thứ hai. Chúng tôi đã nói về cách đưa hòa bình công bằng đến gần hơn. Điều quan trọng nhất là duy trì sự thống nhất, Zelensky nói. Ông cho biết
Hội nghị thượng đỉnh hòa bình tiếp theo sẽ là một nền tảng thực sự để bảo đảm khôi phục hoàn toàn an ninh cho Ukraine và toàn bộ Âu Châu. Zelensky đến Hoa Kỳ vào ngày 22 tháng 9, bắt đầu chuyến thăm kéo dài gần một tuần, tập trung vào việc trình bày kế hoạch chiến thắng của Tổng thống cho các đồng minh của Ukraine, bao gồm cả Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Zelensky và Tổng thống Biden sẽ gặp nhau tại Tòa Bạch Ốc vào ngày 26 tháng 9. Tổng thống Iran cho biết đất nước ông không ủng hộ Mạc Tư Khoa khi Tehran bị cáo buộc chuyển hỏa tiễn đạn đạo cho Nga. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York rằng đất nước ông chưa bao giờ ủng hộ cuộc xâm lược Ukraine của Nga và phủ nhận việc cung cấp hỏa tiễn đạn đạo cho Nga, tờ Guardian đưa tin. Washington xác nhận vào ngày 10 tháng 9 các báo cáo truyền thông trước đó rằng Nga đã nhận được các lô hàng hỏa tiễn đạn đạo tầm gần FAT-360 của Iran. Một ngày trước đó, Iran phủ nhận việc họ đã giao hỏa tiễn đạn đạo cho Nga, tuyên bố các báo cáo đang diễn ra là chiến tranh tâm lý. Chúng tôi sẵn sàng ngồi lại với người Âu Châu và người Mỹ để đối thoại và đàm phán. Chúng tôi chưa bao giờ chấp thuận hành động xâm lược của Nga đối với lãnh thổ Ukraine, Pezeshkian tuyên bố tại New York hôm thứ Ba, 24 tháng 9. Pezeshkian trở thành tổng thống nước này vào ngày 30 tháng 8 năm 2024. Trong cuộc họp báo đầu tiên sau khi nhậm chức, ông cũng phủ nhận việc cung cấp hỏa tiễn đạn đạo cho Nga. Có thể đã có những chuyến giao hàng như vậy trong quá khứ, nhưng tôi có thể bảo đảm với các bạn rằng không có chuyến giao hàng nào như vậy tới Nga kể từ khi tôi nhậm chức, Pezeshkian nói. Ukraine, Liên hiệp Âu Châu và Hoa Kỳ đã áp đặt thêm lệnh trừng phạt đối với Iran sau khi xác nhận việc chuyển giao hỏa tiễn cho Nga. Việc xác nhận giao hàng đánh dấu sự leo thang hơn nữa trong việc hỗ trợ quân sự của Iran cho cuộc chiến xâm lược của Nga chống lại Ukraine, Anh, Pháp và Đức cho biết trong tuyên bố chung ngày 10 tháng 9. Nga và Iran đã tăng cường hợp tác quân sự và chính trị kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Tehran đã cung cấp cho Mạc Tư Khoa hàng ngàn máy bay điều khiển từ xa Shahed Kamikaze được sử dụng trong các cuộc tấn công chống lại Ukraine. Dư luận chung ở phương Tây là người Iran có vấn đề về sự thành thật. Cho đến nay, lập trường của Iran hết sức lắc léo. Ban đầu, Bộ Ngoại giao Iran quyết liệt phủ nhận, bất kể các bằng chứng không thể chối cãi là xác các máy bay không người lái bị bắn hạ. Trong cuộc phản công giành lại các lãnh thổ trong khu vực Kharkiv, quân đội Ukraine còn tịch thu được tại Kupiansk các máy bay không người lái Shahed-136 còn nguyên vẹn. Ngoại trưởng Liên hiệp Âu Châu khi đó là Joseph Borrell tiết lộ rằng ông khá ngạc nhiên vì trong cuộc trò chuyện qua điện thoại với phía Iran, Bộ trưởng Ngoại giao nước này khi đó là Hossein Amir Abdollahian vẫn tiếp tục khẳng định rằng chính trị của chúng tôi là chúng tôi phản đối chiến tranh và sự leo thang chiến tranh ở Ukraine. Ngoại trưởng Iran nói, cáo buộc Iran gửi hỏa tiễn cho Nga để sử dụng chống lại Ukraine là không có cơ sở. Chúng tôi có hợp tác trong các vấn đề quốc phòng với Nga, nhưng việc gửi vũ khí và máy bay không người lái chống lại Ukraine chắc chắn không phải là chính trị của chúng tôi. Sau đó, Ngoại trưởng Iran lại nói rằng Iran có gửi cho Nga một số máy bay không người lái, nhưng đó là trước cuộc xâm lược vào Ukraine. Không quân Ukraine rút lại báo cáo về máy bay Belarus vi phạm không phận, suýt bùng nổ thành trận chiến lớn. Không quân Ukraine đã rút lại tuyên bố trước đó rằng một mục tiêu trên không đã xâm phạm không phận Ukraine từ Belarus vào chiều thứ Ba 24 tháng 9. Lực lượng không quân ban đầu báo cáo rằng một mục tiêu trên không tốc độ thấp đã vượt qua biên giới từ Belarus gần tỉnh Kyiv và Zhytomyr vào khoảng 2 giờ 30 chiều giờ địa phương, hướng về phía nam tới tỉnh Kyiv. Các nhóm giám sát quân sự phi nhà nước, bao gồm Hasun và Monitor của Belarus, cũng báo cáo rằng một chiến đấu cơ Yak-130 của Belarus đã xâm phạm không phận Ukraine. Chiếc máy bay được cho là đã vượt qua biên giới Ukraine-Belarus
lúc 2 giờ 28 chiều giờ địa phương, gần làng Dyachlik thuộc tỉnh Homel của Belarus, nơi giáp với các tỉnh Chernihiv, Kyiv và Zhytomyr của Ukraine. Sau đó trong ngày, không quân Ukraine cho biết đối tượng được phát hiện có khả năng là một thiết bị gây nhiễu radar, một mục tiêu giả. Belarus, đồng minh thân cận nhất của Mạc Tư Khoa, là nơi đồn trú của quân đội, hỏa tiễn và máy bay Nga, nhưng không trực tiếp tham gia vào cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Nhà độc tài Belarus Alexander Lukashenko cho biết trong một cuộc phỏng vấn ngày 15 tháng 8 rằng 1/3 quân đội Belarus đã được điều động đến biên giới Ukraine vào đầu mùa hè này. Phát biểu với kênh truyền hình Russia của Nga, Lukashenko tuyên bố động thái này là để đáp trả việc quân đội Ukraine tăng cường hiện diện mà ông cho là xuất phát từ sự hiểu lầm về công tác chuẩn bị của Belarus cho lễ kỷ niệm ngày độc lập vào ngày 3 tháng 7. Zelensky, Modi thảo luận về việc tăng cường hợp tác tại New York. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi để thảo luận về việc tăng cường hợp tác giữa Kyiv và New Delhi vào ngày 24 tháng 9 tại New York, văn phòng Tổng thống đưa tin. Zelensky đã đến New York 2 ngày trước đó để tham dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Tổng thống Ukraine đã gặp Modi lần cuối vào ngày 23 tháng 8 trong chuyến thăm lịch sử của quan chức Ấn Độ tới Kyiv. Theo tuyên bố, tại New York, Zelensky và Modi đã thảo luận về hợp tác thương mại, kinh tế và quốc phòng, sự tham gia của Ấn Độ vào công cuộc tái thiết Ukraine sau chiến tranh và hợp tác trong các sáng kiến giáo dục, khoa học và văn hóa. Hai bên cũng thảo luận về việc tăng cường hợp tác trên các diễn đàn quốc tế, bao gồm Liên Hiệp Quốc và G20, cũng như thực hiện công thức hòa bình của Ukraine và chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình lần thứ hai, dự kiến vào tháng 11. Chúng tôi cam kết thực hiện các kết quả của chuyến thăm Ukraine của tôi vào tháng trước để củng cố quan hệ song phương, nhắc lại sự ủng hộ của Ấn Độ đối với việc giải quyết sớm xung đột ở Ukraine và khôi phục hòa bình và ổn định, Modi viết trên X. Zelensky cũng cảm ơn Thủ tướng Ấn Độ vì sự ủng hộ rõ ràng đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Cuộc gặp giữa Zelensky và Modi tại New York là cuộc gặp thứ ba trong một năm qua. Ukraine và Ấn Độ đã phê duyệt 4 thỏa thuận hợp tác vào tháng 8 trong chuyến thăm đầu tiên của Modi tới Ukraine. Các bên không tiết lộ chi tiết về các thỏa thuận. Chuyến đi của Modi tới Ukraine diễn ra chỉ vài tuần sau chuyến thăm Mạc Tư Khoa, nơi ông gặp Putin. Chuyến thăm bao gồm cái ôm bị chỉ trích rộng rãi giữa hai nhà lãnh đạo vào ngày 8 tháng 7, vài giờ sau khi Nga ném bom bệnh viện nhi Okhmedic ở Kyiv, khiến 2 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương. Là đồng minh lịch sử của Nga, Ấn Độ vẫn duy trì mối quan hệ kinh tế và ngoại giao chặt chẽ với Mạc Tư Khoa kể từ tháng 2 năm 2022, với thương mại song phương đạt mức cao kỷ lục vào năm 2023. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn, và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Jesus Kitô.